sau khi làm sạch da và có xịt khoáng cho bạn mẫu thì bước tiếp theo Trang đang sử dụng đó là bước kem lót của hãng Hermes. Thì chất kem ở đây khá là lỏng, mịn và nó có ánh nhũ rất là nhiều. Các bạn cũng thấy là một bên khi mà Trang bôi kem lót lên thì nó rất là bóng loáng luôn, còn bên kia khi mà không bôi thì nó vẫn lì như bình thường. Thì cái cảm nhận của Trang là khi mà bôi lên thì Trang sờ vào bề mặt da của mẫu thì cảm thấy là da của bạn ấy rất là mềm và có độ bóng đúng theo phong cách của Hàn Quốc luôn. Bước thứ hai là sản phẩm cushion của Hermes. Thì cái mẫu mã trước tiên thì Trang cảm thấy rất là ưng bởi vì nó rất là đẹp, trông nhẹ nhàng và màu sắc thì tươi mát, trẻ trung. Cái thiết kế thì không có gì khác với những cái loại cushion của các hãng khác. Độ che phủ của nó khá là cao nhưng mà nó vẫn có được cái độ bóng theo đúng kiểu của cushion chứ không phải là foundation. Nếu như da bạn nào bị mụn thì Trang nghĩ là có mụn hay là có vết thâm thì sử dụng em này cũng sẽ khá là ưng ý đấy. Tiếp đó để Trang điểm đi tiệc thì các bạn đừng quên đến bước đó là bước kem che khuyết điểm. Thì ở đây Trang vẫn tập trung vào những cái vị trí quen thuộc, đó là quầng thâm mở mắt này, những cái vết mụn li ti hoặc là khóe miệng, khóe mũi để giúp cho cái gương mặt nó được sáng đều màu hơn. Theo thì Trang sẽ sử dụng phần nén để phủ toàn bộ gương mặt để cho gương mặt của bạn mẫu được khô lại. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với những bước má hồng và tạo khối highlight rồi contour trên gương mặt để giúp cho gương mặt được đẹp hơn, có độ nhấn 3D. Kiểu trang điểm đi tiệc buổi tối này thì Trang sẽ lựa chọn highlight màu vàng và của hãng It Skin. Thì cái màu sắc của nó rất là đẹp và tông này highlight vàng là tông 01 các bạn nhé. Cái thiết kế của nó thì đẹp vô cùng, nhìn rất là yêu và sang trọng. Nó là hình một bông hoa màu vàng như kiểu được làm bằng vàng ấy các bạn ạ. Và khi mà Trang đánh lên mặt ấy thì cái độ bóng của nó rất là bóng loáng luôn, trông rất là bắt mắt và nó bắt cả ánh sáng rất là tốt luôn. Ở bước đánh phấn má thì Trang đang dùng đó là má hồng của Simon và đây là tông R02, tông màu cam khá là chóe. Và cái chất phấn thì thật ra là Trang không được thích lắm bởi vì em này khi mà các bạn đánh lên mặt mà chúng ta đánh quệt mạnh thì nó sẽ rất dễ bị chết màu. Chính vì vậy các bạn nên áp cái phấn này thật là nhẹ lên mặt thôi, thì đến lúc mà chúng ta tán ra nó sẽ được tan đều hơn nhé. Bảng màu mắt này của Hermes có tên là Brick Brown và em này có tất cả là 2, 4, 6, 8 ô màu tất cả các bạn ạ. Và với những cái gam màu này Trang cực kỳ yêu thích. Và những cái gam màu này thì đặc biệt nó có một cái màu đó, màu Honey Gold, đó là màu mật ong vàng. Thì nó đẹp vô cùng các bạn ạ. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi cái cách mà Trang trang điểm cho đôi mắt của bạn này nhé. Bởi vì bạn này thì mắt của bạn ấy hơi sưng một chút do việc bạn ấy vừa đi cắt mí, nên là Trang vẫn cứ đánh cái màu rượu vang này lên. Nhưng mà Trang sẽ cố gắng làm sao để làm cho mắt của bạn ấy bớt sưng hơn và trông nó sẽ lôi cuốn hơn. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi cách mà Trang sử dụng cái bảng mắt 8 ô của Hermes này xem nó đẹp đến cỡ nào nhé.
bút kẻ eyeliner cũng là của Brow Lash X, cùng hãng với chì kẻ lông mày, và cũng đến từ Box Beauty của Nhật gửi cho Trang. Và sản phẩm này đầu của nó là đầu kẻ dạ, nên là hơi khó kẻ một chút các bạn ạ. Chứ nếu là nó là cái loại đầu kẻ dạ của đầu lông thì bao giờ vẽ nó sẽ mềm hơn. Có lựa chọn đó là một loại mi lông chồn để gắn để hợp với kiểu make up này hơn, và nó sẽ làm cho đôi mắt của bạn ý không còn bị sưng nữa. Mascara ở đây Trang dùng của Maybelline. Loại này thì khi mà trải lên nó khá là tơi và có tạo cảm giác sợi mi được dài hơn. Hơi lạc lõng một chút đó là sản phẩm chì kẻ lông mày. Em này là sản phẩm Trang nhận được ở trong hộp Beauty Box của Nhật, và sản phẩm này có tên là Brow Blast X. Em này thì một đầu của nó là một đầu chì để kẻ, và một đầu của nó như kiểu đầu kẻ eyeliner nhưng nó lại là màu nâu, nên là Trang chỉ dùng cái màu cái phần để kẻ lông mày thôi. Nhưng mà cái bút này thì nó có vẻ hơi cứng mọi người ạ. Thỏi son này là thỏi son Vanish Vivid Lip Tint của Himix, và cái mẫu mã, cái màu sắc thì rất là yêu màu đấy. Trang chọn là màu 02, màu Pink Coral. Màu này rất là yêu các bạn ạ, nhưng mà khi mà đánh một mình thì cảm giác nó hơi bị nhạt nhòa một chút so với phong cách make up này. Chính vì vậy vì Trang có mix với một cái thỏi son 09 của BBA nữa thì đôi môi trông nó sẽ đẹp hơn và hợp với cái concept make up của ngày hôm nay. Và bây giờ các bạn hãy cùng nhìn lại gương mặt mà Trang đã trang điểm cho bạn ý với những cái sản phẩm đến từ hãng Himix. Và chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, và hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo của Trang nhé.